Đối với người cao tuổi, luyện tập dưỡng sinh giúp phục hồi sức khỏe về thể chất và tinh thần. Những bài tập dưỡng sinh cho người cao tuổi giúp rèn luyện thể lực, hạn chế bệnh tật và gia tăng tuổi thọ. Tập luyện dưỡng sinh thường xuyên còn giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn các bài tập vận động cuộc sống. Trong các bài tập dưỡng sinh còn làm tăng cường độ dẻo dai, phòng ngừa bệnh loãng xương ở người cao tuổi và còn giúp người cao tuổi giảm bớt các triệu chứng mất ngủ, giúp người cao tuổi vui vẻ, lạc quan, yêu đời hơn. Nhận thức được ý nghĩa của các bài tập dưỡng sinh dưới sự hỗ trợ tận tình của các nhân viên công ty cổ phần truyền thông chăm sóc sức khỏe Sao Đại Việt, sự nhiệt tình của các tình nguyện viên cơ sở, mỗi câu lạc bộ cấp chi hội luôn nỗ lực luyện tập. Và ngày hôm nay vui mừng chào đón sự góp mặt của hơn 200 hội viên câu lạc bộ dưỡng sinh Kinh Lạc cùng đồng diễn các bài dưỡng sinh trong chương trình sơ kết câu lạc bộ 6 tháng đầu năm 2020 và trao giải cuộc thi ảnh nét đẹp người cao tuổi lần 2. Chúc các cụ ngày càng khỏe mạnh, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của con cháu. Xin mời các quý vị đại biểu, các quý vị khách quý, chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón hơn 200 hội viên hội người cao tuổi ngày hôm nay, được không ạ? Người cao tuổi. Ngày hôm nay chương trình của chúng ta đang được phát truyền hình trực tiếp trên trang fanpage và kênh YouTube của Sao Đại Việt. Xin mời quý vị chúng ta có thể theo dõi và nhấn like cũng như là share để chương trình ngày hôm nay của chúng ta sẽ được đông đảo tất cả các bác các cô các chú không thể tham dự cũng có thể được theo dõi chương trình của chúng ta. Và đứng dậy để chuẩn bị làm lễ chào cờ ạ. Xin mời tất cả các hội viên các câu lạc bộ chúng ta sẽ cầm cờ tổ quốc lên vai ạ. Xin mời tất cả các bác các cô các chú chúng ta sẽ cầm cờ tổ quốc lên vai ạ. Ngồi xuống đi. Tất cả chú ý. Chú ý nghiêm chào cờ chào. Chúng ta tọa xin mời đoàn dự hành chúng ta về vị trí ạ.
Vâng, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị khách quý, đối với người cao tuổi, để có một sức khỏe